Buồn lắm ai ơi, anh trách than ai bây giờ? Cớ sao ông tơ lại sẽ nhầm duyên anh với em? Làm clip một tuần rồi, chả thấy comment. Vả lại vả sẽ cho mình hơi các bạn ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Một tuần cấm bách rồi mà kênh mất đề xuất 2 năm rồi anh em ạ. À. Mà anh em nào lỡ xem anh em không cho mình một nút comment cái tối buồn lắm ai ơi. Thật ra thì nhân cái sự buồn này thì mình sẽ dành tặng tất cả bạn một clip si à một clip thôi, một clip gọi là một clip sẽ cướp rừng cho các bạn yên tâm, đến nát của Lào thì sẽ cướp rừng thôi. Và như các bạn đã biết thì những cầm nang vừa qua thì mình đã làm cướp rừng buông 1 buông 2, và bây giờ mình sẽ thử gói nhá. Mình sẽ qua cướp khi đổi đâu với thằng rừng nó sẽ như thế nào. Đây là mình ăn khả năng thằng rừng nó ăn trong con búa xanh thôi. Đây con búa đỏ thì team địch nó kéo ra và mình sẽ cướp con búa đỏ đây, không biết có sự can thiệp của ai không, khả năng là không có. Ôi ngủ không đấy các bạn, thằng này farm nhanh thế rồi, mình không thể tiến, thằng này farm nó nhanh thế cơ chứ. Rồi cái ván này thì mình sẽ đối đầu, trừng phạt của không chắc chắn rồi, đương nhiên mình sẽ ăn được. Lăng ai cái kêu. Trời ơi ơi, thế này thì chết, thế này thì chết bê ơi, mình không thể tin được các bạn ạ. Tại vì sao lại trừng, không phải đâu các bạn ạ, các bạn phải hiểu một cái tính chất rằng ấy đấy, thất bại là chuyện thương tình của binh gia, cho nên bỏ nhá mí. À cái thằng rát này may được lắm, may được. Thằng rát chơi đấy, được được được, không sao không sao không sao các bạn, là trừng phạt tuyệt là cái chuyện rất là bình thường, đối với binh gia tao không có vấn đề gì hết. Rồi thằng rát, tao nhớ cái mặt mí nhá, thằng rát này không biết khả năng là mình gặp cái team cây thuế hay sao, mình không biết các bạn, là bọn này nào đánh hay lắm, đặc biệt thằng rát nhé. Cái game này mình mà không chốt cái thằng rát tầm 5 mảng thì mình không phải là cường lao các bạn nhé. Rồi ok, tình hình này toang rồi, đã xì ra đi và team mình chết 3 mảng. Thằng rát làm gì không có trừng phạt anh em ơi. Tao chơi bị luôn. Ôi chết rồi không. Ôi cái ông rat này ông sút kính thế các bạn. Để các bạn nhé, ngày hôm nay thì các bạn đều biết rồi, cướp rừng như bạn comment mình rằng là anh ơi em cướp rừng mà ví dụ trừng phạt tật thì sao. Thì đây trừng phạt tật thì hôm nay mình sẽ nhấn cái sử trừng phạt tật, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có thể là gánh được tím khi trừng phạt tật. Đơn giản các bạn ạ, khi các bạn trừng phạt tật và cái việc đầu tiên các bạn sẽ là cái sử thọt. Khi cái sử các bạn bị thọt đấy thì cái việc thứ hai, ôi mẹ cái thằng rat này mình thề luôn, mình cay thực sự cay, đi đâu rồi cũng đi theo mình các bạn ạ. Thật được rồi các bạn nhá, không có vấn đề gì hết. Bây giờ thì thọt cả nhà rồi, thọt cả làng rồi, chứ không phải một mình thọt rồi đâu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tiên là chỉ là cái sự bình tĩnh, chúng ta phải có cái phải có cái đầu lạnh các bạn nhá, phải thực sự lạnh để chúng ta có thể là một cái gì đó. Cái thằng này chơi game tàu giết mình, tàu giết mi luôn như cái thằng rat vớ vẩn này các bạn nhá. Chơi đấy các bạn, chơi đấy cổ cay thực sự đấy các bạn nhá. Đây là một trong những cái tình huống mà các bạn sẽ gặp rất nhiều khi các bạn cướp rừng phèo nhá, đó chính là bị thằng mít nó ám như một cái con ma năm tháng 7 các bạn ạ. Thì làm thế nào để giải quyết được nó, đấy chính là các bạn sẽ đi cướp tiếp con búa thứ hai, vì cái sự chủ quan của thằng rừng nó. Thì mình sẽ ăn con búa thứ hai và tiếp theo mình sẽ phản gánh các bạn nhé. Đây mình sẽ phản gánh một chút và chắc chắn nó có thể. Ô trời, thằng này còn nổ thiên thời địa lợi, mới nhấn nó không hoa thì phải chấp lại thằng rat, lại thằng rat rồi xong. Ô ma ra đi rồi xong thằng rat. Rồi cần được hay 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 quá các bạn ơi, may quá là vì ấy, tuyệt vời, em là cứu một bàn thua trông thấy. Rất hay các bạn, thằng rat mình giết nó 2 mảng các bạn nhé, các bạn nhớ cho mình nhé. 2 mảng thằng rat mình phải chốt nó 5 mảng. Cái thật các bạn ạ. Khi các bạn chơi trận đấu thực sự nhá, các bạn phải bình tĩnh nhá. Thường ấy, khi mình lái team mình gặp thằng rat này thì mình đánh bì rất là cay cú. Mà khi đã cay cú thì mình đã sẽ mất bình tĩnh thì sẽ mất cái đầu lạnh, mà mất cái đầu lạnh thì sẽ mất đi cái chất nào đấy của một vị tướng Nagaroth. Cho nên mình phải thực sự bình tĩnh các bạn nhá. Thằng rat này cái bình tĩnh. Rồi mỹ cứ múa chi múa đi, tao đi phá mà đã. Từ từ các bạn, quá bôi sánh, ghẻ bôi sánh được một chút các bạn nhá. Đấy cái việc đầu tiên quan trọng nhất là các bạn phải tiết chế được cái cảm xúc nhá. Nếu các bạn cứ cãi củ cái thằng rat này thì các bạn sẽ bị cuốn vào cái lối chơi team địch. Khi bị cuốn vào lối chơi team địch thì đồng nghĩa các bạn sẽ đi sau nó một bước, và đi sau nó một bước thì các bạn sẽ phéo. Bây giờ mình sẽ tập trung farm
ở cái tơn rừng của mình. Và mình sẽ tập trung phản gánh các bạn nhé. Tập trung phản gánh, không chủ động đi gánh nhé. Sẽ không chủ động đi gánh, tại vì sao không chủ động đi gánh ạ? Thì tí nữa mình sẽ giải thích các bạn sao. Còn bây giờ mình sẽ tập trung phản... Ôi, quả mặt trúng, đúng, tôi đấm bị không được cái phát nào rát ạ. Đây, ADCP của nó thì sẽ có lợi thế ở đường rồng của mình nhá. Coi như trận đấu này thì đường rồng của mình sẽ bị thọt. Và mình sẽ làm gì ạ? Đương nhiên mình sẽ đẩy cao những cái đường quái nó lên, sẽ không cho team địch nó áp sát cái trụ hái của mình. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn phải làm mọi cách nào để các bạn sẽ kiếm được cái lượng đô nhanh nhất có thể bằng những con quái rừng hoặc ngủ không kia. Đây đây đây, chơi luôn. Bình tĩnh, thằng này mất chưa bán này. Nhảy, từ, bình tĩnh. Rồi, chết rồi, nhảy. Phán này chết rồi. Ok, tàng hình cái gì? Tàng của bắt tàng lên bắt đầu hoáng về rối bên sớm đấy. Theo Anat này, ôi má chảy sao có thể khả năng chơi luôn. Từ, bình tĩnh, nó lui khá xấu. Đây, từ, chưa nhảy được, nó lui khá xấu rồi. Nổ rồi, thằng rát nhá, thằng theo Anat nhảy được này, thằng theo Anat này. Từ, bình tĩnh, nấp sai. Ôi, đây rồi. Ôi giật kìa, máy quá, ngón quá rồi. Thằng rát ở đâu? Đây. Thằng rát đi rồi. Chả mày từ bình tĩnh, hồi máu. Đây rồi. Rát này. Tao tát như một phát thành rát luôn nè. Đấy. Ok các bạn nhé, bá mạng rồi. Như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ nấp, sẽ ẩn xa và phản gánh các bạn nhé. Rồi mình sẽ phân tích các bạn lý do vì sao. Vì sao này là sao anh Cương lại không chơi chủ động đi gánh mà anh phải phản gánh nhá. Ok, thứ nhất là team mình thọt, anh em đồng ý chưa? Khi team mình thọt và team địch sánh ấy thì chúng ta sẽ vìn vào cái tâm lý của team địch, nó đánh rất là hổ báo. Nó thậm chí 2v2 ở đường rồng nó sẽ, này anh ngồi không ấy, nó sẽ không sợ một ai. Cho nên cái việc mình giấu sai và nấp ở cái chỗ đấy chắc chắn luôn. Đường rồng nó win rồng mình, thì nếu mà team đường rồng của nó gặp đường rồng của mình ấy, nó sẽ đánh nhau trực diện, nó không sợ. Thì cái việc mình phản gánh là cái việc tối ưu nhất. Đấy, không các bạn chủ động á, làm sao mới chủ động được? Thằng Kret nó có nổ, các bạn mà chủ động đi gánh nó ở gần trụ, các bạn làm sao gánh được? Không bao giờ gánh được. Các bạn có thể thấy cái phá mình đắp rất là kỳ các bạn nhá, không bao giờ ra cái phá đấy. Cho nên cái việc các bạn phản gánh chỉ cần 1 cho đến 2 phá các bạn sẽ lấy lại được cái lợi thế. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vìn vào cái lối chơi của gọi là truyền thống của Nagaroth, đó là vào rừng phang chết nó. Những cái trận đấu này thì thực sự bản thân của mình hiện tại đang rất cay củ thân rát các bạn nhá. Cho nên là mình sẽ tìm nó và mình tát cho nó khoảng tầm vài phát nữa để cho hà ra ấy. Thì lúc đó mình sẽ chơi theo cái lối chơi lý thuyết của mình. Còn bây giờ thằng rát các bạn nhìn thấy cay không cơ chứ. Ôi gần bị lừa. Chạy thôi, may quá. Mấy bọn này lừa mình các bạn, là mình nhấp ngáy mà lừa tao không dễ mỗi nhá. Rồi bình tĩnh, mình sẽ đẩy quái ở phía đường này các bạn nhé. Team mình thì cho cái đánh nhau đi, thắng thua mình không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ đẩy được đường và team địch không thể đẩy được cái quái vào trụ hái của mình. Đó là cái quan trọng nhất khi các bạn chơi Nagaroth. Các bạn mà để cho cái lượng lính bất kể một cái đường nào của các bạn mà chạm được cái trụ hái của các bạn ấy, thì các bạn đừng bao giờ là một người đi rừng. Cho dù có đánh nhau như thế nào đi chăng nữa ấy, các bạn trừ khi các bạn sẽ ở lại đánh nhau các bạn thắng thì không nói, nhưng nếu cảm giác đánh nhau mà không kiểu vô bổ ấy, kiểu không được một cái gì ấy, thì các bạn hãy quay về đẩy đường giúp mình. Đấy, các bạn thấy chưa, mình đã đẩy cái đường rồng cao lên rồi, thì bây giờ mình sẽ tập trung đi đánh nhau với nó. Và trận đấu này thì tí mình đánh nhau thêm một cái gọi là gặp là sổ để thằng rát từ không được. Ôi thằng ngủ không được đập kìa. Thực sự trận đấu này thì các bạn phải hiểu đó, mình không thể nào làm thọt thằng ngủ không nó ở giai đoạn đầu game ở như các clip khác được. Nhưng đấy sẽ là một cái clip rất là hữu ích để dành tặng cho tất cả các bạn nhá. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên đăng là hãy để cho mình một nút comment và một nút like anh em ạ. Thật đấy. Comeback bấy bao lâu nay mà thực sự là các bạn biết được rồi. 2 năm kênh không làm. Đề xuất nó làm gì còn anh em, không còn nữa đó. Nó không khác gì một cái cách mới. Bởi vì clip của mình hầu như các bạn sẽ không thể thông báo đâu. Không biết các bạn có thể thông báo hay không, nhưng mà thực sự clip của mình hầu như là như một cách mới toanh. Và nó khó hơn một cách mới toanh ấy, là để tìm là cái đề xuất nó rất là khó. Đây, cái phá này mình sẽ dành tặng vào một phá cướp rừng truyền thống này. Đấy, các bạn thấy chưa, một cái phá gọi là một cái phá đặc trưng cướp rừng của mơ sương nhá. Đấy, bay nhảy như đấy. Thằng ngủ không có thằng rắc bằng xương. Mấy con giết tiếp rồi, ok, nắm mạng nhá. Ôi, thằng này nó tốc biến 4 mạng được rồi. Bình tĩnh, sẽ còn nắm mạng với nó thôi. Đấy, thì hy vọng các bạn nào đã lử và đáng hoặc bị hoặc là một cái gì vô tình hoặc là bị cái gì đấy mà các bạn đã xem clip này, thì hy vọng các bạn hãy để lại cho mình một nút like, một nút comment để mình biết được rằng ấy là các bạn còn muốn xem những cái clip hướng dẫn của mình. Đấy, mình không bao giờ bỏ các bạn đâu, chỉ có các bạn bỏ mình thôi. Cho nên là lý do vì sao mình không làm clip thì sau này mình sẽ bật mí.
các bạn sẽ hiểu được và thương yêu mình hơn. Còn bây giờ thì mình vẫn sẽ cháy hết mình trong từng clip và sẽ hướng dẫn tất cả các bạn. Nói thì nói về thôi, bao nhiêu view mình vẫn làm. Cho dù clip này còn một người xem ấy thì mình vẫn còn làm các bạn nhé. Khi nào mà Mơ Sướng mà làm clip mà một view ạ, mà view đó là view của Mơ Sướng xem ấy, thì khả năng lúc đó mình sẽ tư giả thôi. Nhưng mà chừng nào còn một người xem live stream ấy, quên xem clip hướng dẫn của mình ấy, thì lúc đó tình yêu của mình vẫn bùng cháy với Nagaroth, với các vị tướng khác, với các cầm nang, với các cướp rừng của mình đấy. Còn bây giờ thì các bạn thấy rồi, thằng Rat thì mình tát cho nó đúng 3 phát 5 phát luôn, mình tát nó không trượt cái phát nào luôn. Cái bàn tay của mình nó bao nhiêu ngón thì mình tát nó đúng bấy nhiêu phát các bạn nhá, đúng 5 phát luôn. Anh em ok chưa đấy? Bỏ nhá mí này. Mình là một người không bao giờ thu dài các bạn nhá. Thực sự bản thân của mình là một người rất là rộng lượng và đủ lượng. Khi ai làm cái gì mình hay gãy với mình thì mình không thể làm cái gì đâu. Mình chỉ đơn giản im lặng và tát cho nó tầm 5 phát hoặc 10 phát thì tùy thuộc vào cái trận đấu đó. Còn bây giờ thì Rat thì nó không biết là nó chưa thấy nó có mân gì đâu. Thì bởi vì khi mình tát nó 5 phát thì mình cũng thấy thằng Rat nó cái gì nữa cả. Và trận đấu bây giờ thì ai chờ nguyên đâu. Và các bạn thấy đấy. Đừng quên rằng là khi xem xong clip này, các bạn hãy để lại cho mình một ý kiến comment nhá. Và cho mình xin hỏi các bạn một câu rằng đố các bạn đâu là vị tướng Mưa Sướng chơi kém nhất. Đấy, cái này là một câu hỏi rất là hay nhá. Các bạn đừng quên comment các bạn nhá. Đấy, thằng Rat. Mình cứ gặp Rat là mình bầu. Ôi, thằng Zuka, trời ơi, lỗi Iron kìa. Rồi, chết rồi. Đấy, bình tĩnh, hiện tại bây giờ thì đấy, ôi, trật cùng chết, đứng làm chết. Rồi, cân hai luôn. Ủa, máu hồi ác thế ta. Thằng Zuka đi đâu đó? Máy cũng có Zuka phải để đấy. Wow, mệt quá anh em ạ. Thật là có back clip nửa tháng rồi đấy. Kênh nó bắt dâu đâu có dấu hiệu là hồi lại rất tốt. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn đừng quên rằng là hãy chia sẻ cho mình hoặc là cho mình một nút like, một dấu hiệu nhé. Để các bạn mình biết các bạn còn xem clip của mình. Và bây giờ thì clip tôi thì cũng đã đến hồi kết rồi. Và mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những clip khác và những trận đấu còn hay hơn. Mình hứa sẽ cố gắng cho ra những cái siêu phẩm, những cái sản phẩm chất lượng để giúp tới tất cả các bạn xem thật tuyệt vời hơn. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tất cả các bạn đấy, mãi yêu. Bye bye.